Xin chào mọi người, lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota nha. Và chiều nay như thường lệ, Hiền lên sóng những chiếc xe chưa lên sóng lần nào. Hôm nay thì có Wego 210 triệu cho những ai ít tiền Wego nha, xe nhập khẩu 4 chỗ. Antique số sàn cực hiếm luôn và mới có hơn 70.000 cây số, cũng rất là đẹp. Nhỉnh nhỉnh hơn 400 tí thôi. Camry 2018 2.0. Đặc biệt là 2.5Q cũng mới vừa về. Đây là 2022. Tại mình quay hai xe để các bạn thấy là có một bạn Camry 2.5Q mới vừa về đây và còn thơm mùi mới, mới có 90.000 cây số thôi. Và một chiếc xe cũng rất là cộp ở đây. Fortuner 40.000 cây 2016, số tự động. Bạn nào thích xe đẹp thì chúng ta coi xem có xe nào phù hợp với các bạn không ha. Chiếc này nghĩ là cũng có nhiều bạn có thể mua được, nhất là các bạn mà nào mà đang không có việc làm á, các bạn có thể chọn chiếc này để làm cần câu cơm được. Với mức giá 210 triệu, bạn hoàn toàn có thể sở hữu xe này để có thu nhập hàng tháng cho gia đình. Mình đăng ký dịch vụ cũng được, xài gia đình cũng được, đưa đón học sinh đi học cũng được, hoặc là làm cái gì cũng được ha, chỉ bằng chiếc SH thôi. Wego, Toyota Wego nhập Indo. Đó, 2018 xe này thì trên 100.000 cây, không xi nhê gì đâu. Với Toyota. Nội thất đây. Sạch sẽ ha, gọn gàng, đẹp. Nhỏ nhỏ. Bạn này thì ban đầu mua xe này xong bây giờ bạn đổi lên một chiếc cao cấp hơn. Chiếc Outlander hả, thêm tiền có dư tiền bạn chọn lên mấy trăm triệu nữa để mua cái Outlander. Nên khởi nghiệp các bạn có thể, đây là chiếc xe khởi nghiệp cho các bạn được nè. Chạy lăng quăng, chạy đi đâu cũng được. Đó, tránh mưa, tránh nắng. Mưa, gió, bão, bùng, phà, các bạn có một chiếc xe ô tô. Vẫn là đẳng cấp ô tô nha, vẫn là thương hiệu Toyota nha các bạn. Wego 1.2. Đó, bạn này là Wego nha. Số sàn 210 triệu. Có 150, bạn có thể lấy xe này, còn nhiêu thì cho các bạn góp được nè, lắp trực tiếp được. Rồi, chiếc xe đây, chiếc này cũng khá là đẹp đây, khách cũng đổi lên Camry nè. Corolla 1.8 số sàn 2017, mới có 75.000 cây, chất xe cực kỳ đẹp, các bạn nhìn đây. Đó, còn một vài vết trầy ở cửa đây mình cũng chưa làm nữa. Nội thất này, có nhiều người người ta thích đi xe Antique nhé, Corolla Antique 1.8, một đẳng cấp khá là ok. 2017 mới có hơn 70.000 cây, chất xe rất đẹp đây. Quay kỹ vô lăng, cần số nè, và máy cực kỳ êm, chạy bốc. 1.8 rất sang ha, Antique. Có nhiều người không thích số tự động, thích số sàn, đi theo cái ý mình thì đây là chiếc xe cũng khá là hiếm chứ không phải dễ tìm. 430 triệu 2017. Xe đẹp lắm. Có vết chạy bên đây hôm này với lại ở sau cũng chạy thôi. Xe xử lý sau. Coi cái máy nè. Máy 1.8. Tiết kiệm nhiên liệu lắm nè, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Đây, máy mới tinh nè, máy đây, Duo VVTi rồi 1.8 thì cực kỳ hay rồi. Các bạn đi bốc ha. 430 triệu. Tiếp theo đây là chiếc Camry 2.0 2018, 62.000 cây 2.0. Xe này thì trang bị thêm màn hình Android rồi, ZTEC, lót sàn 3D. Và giá bạn này là 680 triệu. 62.000 km, màu đen mới về đây ha. Đó. Camry 2.0 rộng rãi. Nội thất này phía sau. Đó. Các
bạn thấy là mình ít khi nào đi quay chi tiết từng cái sùng chỉ ha, tại vì xe nào mà có mất sùng hay là bị cái gì thì mình nói luôn rồi. Còn nếu mình không nói có nghĩa là đương nhiên là xe đó sùng chỉ còn zin rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian để quay những cái sùng chỉ ha. Tại vì khi nào mà nó bị gì là mình sẽ nói với các bạn rồi. Đèn, hai đèn nè, đèn mẫu mới nè ha. 2018 rồi, rất đẹp. 670 triệu. Chiếc này có một chút giảm giá nè, 2022, 10.000 cây. Bạn thấy có hai chiếc cùng 10.000 cây nè. Bạn này là 2.0, cái này là 2.5Q. Đó. Và đây chúng ta coi nè. 2.5Q, à 2.0, 2022, 10.000 cây. Hôm trước để 930 triệu, bữa nay mình giảm 20 triệu cho nó phù hợp ha. Và lại giá 910 triệu, đời 2022 nhập Thái. 2.0 thì không có cửa sổ trời, không có hai bộ nhớ ghế, phía sau không có cảm ứng phía sau. Và chúng ta chỉ thấy có một chế độ lái thôi và auto hold, chứ không có không có eco hay normal hay power giống như xe Camry 2.5Q ha. Đó. 2022 10.000 cây và giá 910 triệu, từ 930 giảm xuống còn 910 triệu nha. Rồi. Chứ đây là chiếc 2.5Q mới lấy ngày hôm nay. Xe này đúng 9.800 cây số còn thơm mùi mới, trong nội thất còn rất là mới luôn. 2.5Q thì có hai bộ nhớ ghế này, chúng ta coi nè. Sun roof, xe nhập Thái. Này, ba chế độ lái. Sự khác biệt giữa 2.0 và 2.5 các bạn nhìn thấy nè, có eco normal power auto hold ha. Màn hình lớn hơn 2.0. Rồi có sun roof nữa, đây chúng ta nhìn là biết ngay nè. Có sun roof nè. Đó, xe máy bữa nay các bạn mua 1 tỷ rưỡi thì xe này chỉ có 980 triệu thôi. Chưa tới 10.000 cây còn mùi còn rất là mới luôn. Nissan Jean đẹp luôn. Đó, phía sau đây có cảm biến này. Ghế rất là VIP, các chế độ ở đây. Và mình lấy đồ ở đây, nhiều chức năng. Sun roof ha. Rèm điện đầy đủ hết, mới cây xà beng. Giá tiết kiệm so với xe mới 600 triệu nha. Các bạn đi xe này nhập về cuối 2020. Và đây, một chiếc xe gọi là xe cọp cũng được đi. Các bạn nhìn đèn nè, đời 2016 mới có 40.000 cây số thôi. Vỏ zin 100% và vỏ sơ cua chưa lăn bánh. 40.000 cây số thì khác với 80.000 cây số rồi. 40.000 thì mình giá của nó là 598 triệu, trong khi xe 80.000 cây số chỉ có 550 triệu thôi. Các bạn coi đúng chất xe, đẹp nhìn còn như vậy. Cần số đây, coi kỹ lại cho khách coi ha. Vô lăng cần số rất là đẹp luôn. Đợi phía sau này như mới nè. Vỏ, coi bốn vỏ ha. Coi phía sau nè, đẹp như mới nè. Này, thực sự là một chiếc xe đẹp, mùi còn mùi xe mới thôi. Dũng ơi, con cất hai cái điện thoại cho Thí Miền. Rồi đưa hai điện thoại đây. Đây, chúng ta coi nè. Và vỏ sơ cua dưới đây còn chưa lăn nè. Coi cái gầm luôn. Các đát vỏ còn zin nhé. Lên giá của mỗi xe mỗi khác nhau ha các bạn. Cùng một đời nhưng mà xe 40.000 thì giá nó rẻ xe so với xe 100.000 hay là 50.000 hay 70.000. Tại vì cái chất zin mới tinh luôn. Xe này giá 598 triệu. Rồi, một loạt xe rồi chúng ta xem trong đây còn xe nào ha. Đây, cũng còn khá là nhiều xe. Còn Carivo 8.000 cây, Fortuner máy dầu số tự động 50.000 cây và Veloz Cross có màu bạc, màu đỏ, màu trắng và nhiều xe khác ở trong đây. Rồi hôm nay mình quay những xe chưa lên sóng lần nào thôi. Tay tại Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Và tất cả các xe đều có thể làm trái góp, kể cả cái xe 200 triệu các bạn cũng vẫn có thể góp được. Và nhiều phương thức đa dạng và linh động, các bạn cứ tới coi xe tại Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh.
Rồi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chân thành cảm ơn.